Cô xin chào các bạn nhỏ. Trong thực tế, có khá nhiều những phân số đặc biệt mà khi áp dụng các kiến thức của dấu hiệu chia hết cho cùng cả tử số và mẫu số của phân số cũng gây ra khá nhiều những khó khăn và lúng túng cho các em. Trong video hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em thêm một số mẹo khác khi rút gọn phân số với những phân số khá đặc biệt. Chúng ta cùng nhau nhớ lại bài tập số 4 của tiết học trước. Tính theo mẫu, các em sẽ rút gọn phân số 19 x 2 x 5 trên 19 x 3 x 5. Quan sát phân số, chúng ta nhận thấy cả tử số và mẫu số của phân số đều chia hết được cho 19. Ngoài ra, cả phân số và tử số còn chia hết được cho 5. Hiện tại, phân số còn lại là 2 và 3. Vậy, sau khi chia cả tử và mẫu cho 19 và 5, thì phân số còn lại sẽ là 2 phần 3. 2 phần 3 được coi là phân số tối giản. Cùng nhau nhớ lại phân số tối giản. Có một số dấu hiệu để các em có thể nhận ra được phân số tối giản. Đó là các phân số mà có tử số và mẫu số là các số tự nhiên liên tiếp. Ví dụ như là 2019 trên 2020 và 2021 phần 2020. Các phân số có tử số và mẫu số là các số lẻ liên tiếp. Ví dụ như là 1993 phần 1991 hoặc là 2019 trên 2021. Đó là một số dấu hiệu của các phân số tối giản. Và phân số tối giản là phân số mà không thể rút gọn được cả tử số và mẫu số cho cùng một số tự nhiên nào khác một. Quay trở lại với bài tập số 4 vừa rồi thì chúng ta nhận thấy là phân số đó chính là kiến thức của dạng 3 trong phần rút gọn phân số. Tức là chúng ta cùng chia nhẩm tích ở trên gạch ngang và tích ở dưới gạch ngang cho nhau. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân số cụ thể. Tôi có phân số 39 phần 65. Chúng ta sẽ cùng nhau rút gọn phân số này. Tử số là 39 thì bằng là 3 cộng 9 bằng 12. Chia hết được cho 3. Còn mẫu số là 65, có tận cùng là 5 thì lại chia hết được cho 5. Như vậy là cả tử số và mẫu số của phân số này không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào. Phân tích tử số thì chúng ta nhận thấy là 39 thì chia hết cho 3, nhưng 65 thì lại không chia hết cho 3. Ở mẫu số thì 65 chia hết cho 5, nhưng tử số thì lại không chia hết cho 5. Tuy nhiên, nhìn vào 39 thì chúng ta thấy là 39 thì lại chia hết cho 3. 39 chia cho 3 thì bằng 13. Như vậy suy ra 39 sẽ bằng là 13 nhân với 3. 39 vừa chia hết cho 13, vừa chia hết cho 3. Tiếp theo, chúng ta thử 65. 65 chia cho 3 thì không chia được. Chúng ta thử 65 chia cho 13. 65 chia cho 13 thì bằng 5. Vậy 65 sẽ bằng là 13 nhân với 5. Cả tử số và mẫu số đều có chung một thừa số là 13. Vậy 13 được gọi là thừa số chung hay còn gọi là thừa số để rút gọn. Và bây giờ chúng ta trình bày cho phần rút gọn như sau. 39 phần 65 thì sẽ bằng là 13 nhân với 3 trên 13 nhân với 5. Và cả tử và mẫu thì cùng chia hết cho 13. Chính vì thế mà chúng ta rút gọn số ở trên gạch ngang với số ở dưới gạch ngang. Và phân số lúc này còn lại là 3 phần 5. Và để các em hiểu thêm về cái mẹo rút gọn phân số này, cô mời các em đến với phân số thứ 2. Rút gọn phân số 145 trên 116. Như vậy là chúng ta sẽ thử phân tích tử số hoặc là mẫu số.
Trong trường hợp này thì cô sẽ phân tích tử số 145 chia hết cho 5. Và tính ra nháp thì cô thấy là 145 chia cho 5 thì bằng 29. Như vậy suy ra 145 thì sẽ bằng là 29 nhân với 5. 116 thì không chia hết được cho 5. Vậy cô sẽ tính thử xem 116 có chia hết cho 29 hay không. Lấy 116 chia cho 29 thì cũng bằng 4. Vậy suy ra 116 thì sẽ bằng là 4 nhân với lại 29. Như vậy là cả tử số và mẫu số cùng có chung một thừa số, đấy là 29. Vậy chúng ta sẽ có là 145 trên 116 thì bằng 29 nhân với 5 trên 4 nhân với 29. Cả tử số và mẫu số cùng chia hết được cho 29. Như vậy chúng ta sẽ rút gọn trực tiếp hai số này với nhau. Phân số lúc này chỉ còn lại có 5 và 4. Chúng ta sẽ có phân số cuối cùng đó là 5 phần 4. Tiếp theo, cô mời các em đến với một phân số thứ ba. Rút gọn phân số 123 trên 217. Tử số 9 cộng 3 cộng 12 thì chia hết cho 3. Mẫu số 2 cộng 1 là 3, 3 cộng 7 là 10. 10 thì lại không chia hết cho 3. Như vậy là cả tử số và mẫu số cùng không chia hết cho một số tự nhiên nào. Phân tích 93 thì cô nhận thấy là 93 thì chia hết được cho 3. 93 chia cho 3 thì bằng 31. Như vậy suy ra là 93 sẽ bằng 31 nhân với 3. 217 không chia hết cho 3. Chúng ta thử 217 có chia hết cho 31 không? 217 chia cho 31 thì bằng 7. Như vậy là 217 thì sẽ bằng là 7 nhân với 31. Cả tử và mẫu cùng có chung một thừa số là 31. Vậy chúng ta rút gọn phân số 93 phần 217 bằng 3 nhân 31 trên 31 nhân 7. Cả tử và mẫu cùng có 31. Vậy 31 sẽ là thừa số chung. Chúng ta rút gọn hai phân số này với nhau. Và phân số cuối cùng còn lại đấy là phân số 3 phần 7. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau phân tích ba ví dụ để nhận ra được cái mẹo khi chúng ta rút gọn một số phân số khá đặc biệt và phức tạp. Trong quá trình rút gọn, các em lưu ý cho cô, chúng ta có thể dựa vào mẫu số hoặc là dựa vào tử số. Nếu phân tích mẫu số mà thấy thuận lợi thì chúng ta phân tích mẫu. Còn nếu như dựa vào tử mà thấy thuận lợi hơn thì chúng ta phân tích tử để làm sao được ra được một trong hai tử số. Sau khi phân tích được tử số hoặc là mẫu số, chúng ta sẽ lấy mẫu số hoặc tử số còn lại chia thử cho một trong hai thừa số mà chúng ta vừa phân tích ở trên. Chúng ta sẽ tìm được thừa số chung hay là thừa số rút gọn. Và như vậy để chúng ta đã giúp cho cái việc rút gọn phân số từ một số rất lớn để ra được một phân số tối giản, số nhỏ nhất có thể. Và bây giờ thì cô mời các em sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập. Sau đây thì các em sẽ cùng nhau tập rút gọn một số phân số. Chúng ta cùng nhau sử dụng các kinh nghiệm vừa rồi để rút gọn các phân số ở trên. Hãy comment kết quả xuống phía dưới video này nhé. Bây giờ cô sẽ gửi tới các em một số cái đáp án. Các em thử xem mình làm đã đúng với đáp án chưa?
Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em một cái mẹo để rút gọn các con số khá đặc biệt và phức tạp. Các em hãy xem lại video và làm lại các phép tính đó nhiều lần để chúng ta nắm bài tốt hơn. Ngoài ra, các em tìm thêm các cái phương pháp rút gọn khác nữa để giới thiệu cho cô và các bạn. Và hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.